Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello em ơi. Hello em. Hello em. Chào anh, đây là Tuấn này, Minh Tuấn. Chào là Tuấn. Từ hồi Aquapest luôn á hả? Thì khu vực nuôi của em phía sau này anh Nam này. Ok. Đây mình làm nông sản hả em? Làm rau à? Em trang trại em phía trước kia là dài vô trong núi kia luôn. Ôi màu rực của em, màu đỉnh ha. À trong đây còn nữa đây, một cái khúc gỗ phải nói là tuyệt vời luôn. Bi coi quá trời gà lên nè Bi. Đó. Sâu vô trong núi luôn. Dạ tới trong nhà xanh đó, rồi vòng xuống dưới kia. Bên này em, nhà em có khoảng hơn 3 hectare. 3 hectare. Ok các bạn, hello, mình là Nam Ngô đây. Mình đang ở Đức Trọng. Bây giờ mình sẽ vô nhà của Phong, Thái Phong ha. Cái không gian núi non rất là hùng vĩ các bạn ha. Thì ở đây mình thấy là trồng rau sạch đó. Giờ đang đi vô nhà của Phong, Phong dắt mình vô đó. Sáng giờ đã đến nhà của đến chỗ của Dũng ở Bảo Lộc, xong rồi tới Trung ở Tam Bố Di Linh, hiện nay là ở Đức Trọng đó. Rất là, nói chung là anh em rất là nhiệt tình ha, nó rất là quý luôn. Rồi đâu rồi mình cũng không biết quẹo đâu luôn rồi đó. Gọi thử mất tích. Mất tiêu luôn. Đâu đấy, alo. Đi thẳng tới luôn hả em? Ok rồi ok. Rồi các bạn, cái cảnh hôm bữa mình đi An Giang á, thì cũng thấy cái sự bao la bát ngát ha, nhưng mà cũng có núi, mà An Giang là đồng lúa, còn ở đây là rau ha, chuyên về rau. Lâm Đồng, Đà Lạt. Đây rồi. Giờ đậu xe ở đâu? Ok, tới nơi. Hello em ơi. Hello em. Hello em. Chào anh, đây là Tuấn này, Nguyễn Minh Tuấn. Chào là Tuấn. Từ hồi Aquapest. Từ hồi Aquapest luôn á hả? Nguyễn Minh Phú, Nguyễn Minh Tuấn, anh Nam biết không? Hai người này là dắt em vô cái môn nghiện đó. Vô nghiện ngập luôn hả? Từ thời Aquapest mình còn website tới giờ luôn á hả? Dạ đúng rồi. Vậy là phải hỏi anh Nguyễn Trắc Huy. Đó là một cây hết đó anh nè. Chơi với anh Huy Cần Thơ á, Nguyễn Trường Huy. Nguyễn Trường Huy, anh kêu là Quy bánh mì. Đúng em anh. Quy bánh mì. Anh em ngồi uống nước trước đi ha. Ok. Rồi, đây các bạn, đây là một bé rét. Đi nước đi rồi mình. Ôi ơi, nằm đây, hay ghét. Bé này em nuôi thả rông vòng vòng không anh Nam? Đúng rồi, nuôi thả. Mà ngoan ha. Dạ. Cái nó cũng dễ chịu lắm. Gai mũi nó còn nguyên luôn bạn, 3 gai mũi luôn. Anh em nuôi thả rông luôn. Rất là dễ thương luôn. Sung các bạn. Một lát mình sẽ hỏi Phong về cái vấn đề thời tiết. Ở đây thì có vẻ nó lạnh hơn ở cái khu vực Bảo Lộc với lại Di Linh. Ở đây nó lạnh nhiều hơn. Hello chị Trang, lâu quá không gặp. Để nhờ Phong chia sẻ coi là có một số cái kinh nghiệm để nuôi các bé trong cái thời tiết nó tương đối là lạnh như thế này. Dạ. Ok. Ở đây em nuôi mấy bé? Đó thì khu vực nuôi của em phía sau này anh Nam này. Ok. Dạ. Em nuôi... Đây mình làm nông sản hả em? Làm đúng rau rồi. À? Em trang trại em phía trước kia là dài vô trong núi kia luôn. Ồ, quá đã luôn các bạn. Dạ. Xưa em nuôi heo rừng ở đây. Ồ. Bây giờ em chuyển vô trong Tà In rồi, bây giờ em chỉ nuôi gà thôi. Ồ. Còn bên nuôi này thì dạ. Bên này là cái góc nhỏ đam mê của em. Dạ. Thì em cũng nuôi chút chút vậy. Đây các bạn, một bếp lu rất là đẹp luôn. Ôi xung chưa? Bếp ôi màu rực quá em, màu đỉnh á. Dạ. Cái lu này màu đẹp quá. Xuất sắc. Còn nhỏ đam mê luôn. Còn cái thì em để cho tụi nó ở trong này. À, trong đây còn nữa đây, một cái khúc lũa phải nói là tuyệt vời luôn. Còn cái trên này là 10 cái. Em thích cái không gian mà nửa nắng nửa mát vậy á. Đúng rồi. Thì tụi nó sẽ tự ra phơi nắng, cảm thấy đủ thì tự vô. Đúng. Mình set up cái môi trường vậy nó chủ động hơn. À, nói chung mình cho nó cái cơ thể nó tự điều tiết. Nếu cần phơi nắng thì nó ra phơi, đủ thì nó rút vô. Ồ, hay quá. Em mà trời lạnh vậy rồi mưa gió làm sao ta? Mưa gió thì nó rút vô trời. Thì em sẽ có một cái miếng bạt em phủ xuống dưới luôn. Phủ xuống dưới này luôn. Rồi em sẽ bật đèn sưởi trong cái góc trong này. À, trong này có cái đèn sưởi. Em sẽ treo đèn sưởi ra. Ok. À, coi như là tối thì em mới treo lên. Dạ đúng rồi. Đó. Thì em có hai bô, có blue. Năm nay chắc em làm một ít hai bô. À, trước giờ mình làm sinh sản chứ không? Dạ rồi anh, em làm sinh sản từ hồi ở Sài Gòn rồi. À. Mà em mới chuyển về đây được một năm nay. À, mới chuyển về đây một năm nay. Em có làm mùa nào ở cái khí hậu này chưa? Dạ, mùa vừa rồi em mới làm ra. Mới làm ra? Dạ. Ồ, hay quá. Tỷ lệ đạt tốt không? Tỷ lệ 60%. 60%. 60% thì nói chung là cũng cao đó. Dạ. Chứ không phải là... Nó cũng tùy ổ. Quan trọng là cái gen đó. Dạ. Ừ. Nhưng mà có một cái là nở rất lâu, tới 86, 96 bằng ngày. Đúng rồi. Nói chung nhiệt độ càng cao thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian lại. Dạ. Nhưng mà cũng không nên cao quá. Nói chung cái nhiệt độ mà lý tưởng mà ở môi trường tự nhiên thì nó cũng tầm khoảng 80-90 ngày. Yeah. À, mình ép nhiệt quá để cho nó nở sớm thì nó cũng dễ xảy ra những cái vấn đề. Ủa rồi cái mùa nó có lệch không em? Khí hậu lạnh này nè, nó có việc cái mùa phối nó có bị lệch tháng không? Dạ có anh, trễ đi. Nó khoảng trễ bao nhiêu lâu ta? Thì năm ngoái là em Tết xong khoảng tháng 1 con đực vẫn còn phối. Ồ, vậy là đúng rồi, nó trễ tầm khoảng 2 tháng so với lại Sài Gòn. Dạ. Khu vực Sài Gòn. Ở dưới Sài Gòn tháng 11, tháng 12 là mùa phối rồi. Tháng 2 là đẻ. Tháng 4 là nở, 4 đến 5. Ở đây thì tới tháng 1, tháng 2 là vẫn còn phối. Trễ hơn. Rồi, quay vuốt cho nó ngoan đi em. Anh này giống có lai Rottweiler quá ta. Dạ đúng không? Rottweiler. Nhìn Rottweiler rồi. Dạ, Rottweiler. Nhìn cái mặt, cái nét rồi, mặc dù là lai nhưng mà nó lai nhìn cái nét rồi ra Rottweiler. Dạ. Ủa bạn ở Đức Trọng này buổi tối bắt đầu sương nó xuống nhiều ha, bắt đầu lạnh á. Dạ đúng. Mát á. À, nhưng mà vẫn không có bằng Đà Lạt đâu, Đà Lạt nó lạnh hơn. Đấy. Vì qua cái đèo Prenn là nó lên cao thêm khoảng mấy trăm mét, độ cao anh, 1000 mấy trăm mét là nếu mà lên đến đỉnh Lang Biang Đà Lạt ấy, thì nó lạnh hơn nhiều. Lạnh nhiều luôn. Dạ. Còn mình là đang dưới một tầng đèo. Dưới tầng đèo. Còn Bảo Lộc là dưới một tầng đèo nữa. Dạ. Dưới Bảo Lộc thì nó cũng nắng, cũng cảm giác nóng nhưng mà gió thì nó mát hơn Sài Gòn một chút. Dạ. Ở bên này là gà hả em? Dạ em gà hết. Ngày trước là em nuôi heo rừng ở đây. Ồ. Nhưng mà bây giờ thì heo rừng em chuyển vô trong trại Tà In. Ở trong đó em trồng sầu riêng á. À. Cho nên là em chuyển heo rừng vô trong đó cho nó ủi đất, cho nó hoang dã. Ồ, quá hay luôn. Có dịp anh Nam ghé Tà In trang trại sầu riêng của em chơi. Ở đâu? Ở Tà In ở chỗ Đà Loan á. Gần đây không ta? Cách đây khoảng 27 cây. 27 cây? Dạ. 27 cây thì ngày mai mình ghé luôn được không? Ngày mai em sợ lu bu bên offline. Offline xong á. Dạ. Offline xong. Để coi nếu mà không thì em sắp xếp coi rảnh thì đi chơi. Dạ. Coi mấy con heo rừng với lại cái trang trại sầu riêng chắc rộng mà mấy hectare hả? Dạ 5 hectare. 5 hectare quá đã luôn. Dạ. Cái này giống gà gì em, bự con quá. Gà này gà thiến để mình sử dụng Tết anh này. À. Dạ. Thiến sử dụng Tết. Ủa con gà thiến này là nó xử lý chỗ nào ta? Là trên em nó có một cái nhu cầu sử dụng như vậy này. cứ mỗi Tết hoặc là mỗi cúng thần tài thì người ta sẽ dùng con gà trống để cúng. À, dạ, thì con gà trống càng tròn càng đẹp mà càng vàng thì họ càng thích. Dạ. À, coi như là càng tốt, may mắn đồ này nọ cái thứ, đúng không? Là những con đó là mình sẽ sử dụng con gà trống thiến. Dạ đúng rồi. À. Như những con mập mập ú tròn tròn này anh thấy là thiến hết. Nhưng mà thiến là mình thiến chỗ nào đó? Thiến là thiến hàng bi đó. Hàng bi á hả? Dạ. Này là tự em xử lý hay là sao? Dạ không, có thú y đến làm. À, thú y tới làm hả? Ok, chứ quá nhiều khâu mình không thể control hết được. Anh chưa thấy được hai hàng bi của con gà ra làm sao luôn. Nó nằm ở trong, trên lưng. À, trên lưng á hả? Ồ. Nhưng mà nằm phía trong phổi. À, giờ là mổ ra bên trong. Họ sẽ nhổ cái lông xong vặt trên lưng, xong họ đưa cái sợi cước vô trong. Cô cho tụi nhỏ ăn là thấy không? Đàn em đừng nói tới luôn, đi đến đâu đàn em đi đến đó, đông. Đó. Bi coi quá trời gà lên nè Bi. Đó. Đây chắc ăn bắp, ăn đồ không ha? Dạ đúng rồi. Bắp là chính. Bắp là chính. Rồi coi bu rồi. Đó. Dạ, gà thiến gì chứ? Ở ngoài kia là cái farm trồng rau của em hả? Dạ đúng rồi, anh Nam có muốn đi tham quan không? Ok, đi tham quan vòng. Ok. Anh nhà anh ngày xưa là phân phối nông sản á chứ, về khoai tây với hành tây cũng bán hàng Đà Lạt. À dạ. Rồi sau này bán thêm con rết bự đâu rồi Tuấn? Ôi, cái bò đâu đây? Kỳ vậy? Nó đi loanh quanh đây thôi hả? Đây. À dạ. Đó em thả nên nó cứ chui vô góc vậy đó, nên là nó bị gãy gai. Dạ, thôi nó để em bắt nó ra. Ngoan lắm các bạn. Dạ. Rất là đầm. Dạ. Rất là bự, rất là khủng, rất là ngoan. Ha. Mình sáng giờ mình đi nguyên một cái tour dài từ dưới Bảo Lộc lên đây, cho nên là tới bây giờ nó chắc tầm khoảng 5 giờ, trời nó hơi tối rồi. Màu bé nó hơi sụp ha, chứ này nắng lên là nó lên sung nữa. Con này được cái mặt cũng trắng luôn. Cái mặt trắng luôn. Mặt trắng mà giữ được gai mũi. Dạ. Con này em nuôi từ nhỏ luôn, baby luôn. Dạ, hay là nuôi xây 1 mét lên. À, 1 mét lên. Cầm nó cũng chắc tay đó các bạn. Em thấy lên cân nó 5kg anh Nam. 5kg rồi. Dạ. Cái gà này nó trắng luôn rồi. Dạ. Thôi mình đi tham quan trang trại một chút. Anh cứ để nó trên ghế đó, nó bò lát. Rồi đợi anh chút về anh quay về tiếp. Dạ. Cô ơi, em bỏ nó vô trong chuồng đi cô. Ủa? Đây. Ở trong trại mình trồng gì em? Dạ đây là mướp anh Nam này. À, mướp. Mướp này, mướp hương. Mướp hương. Đó, thì cái trái nó như vậy. Giòn thôi đúng không? Dạ, tầm 2 ngày nữa là thu hoạch. Dạ. Mướp hương thì nó thơm ha. Dạ. Thơm hơn. Đi sâu vô trong núi luôn. Dạ, tới trong nhà xanh đó. À. Rồi vòng xuống dưới kia. Bên này nhà em có khoảng hơn 3 hectare. 3 hectare. À, này đất nhà mình luôn. Ngày xưa là em ở Sài Gòn để dạ em đi học rồi đó không? Rồi về. Dạ. Đây là ớt anh nè. Ồ, ớt. Luống ha. Dạ, vườn ớt thì sẽ dài xuống dưới kia luôn. Dạ. Chưa có trái, có nè. Dạ, có trái xanh. Trái xanh này nè. Trái xanh này ăn mới thơm. Dạ. Còn phía trong nhà lưới, cái đang làm nhà lưới đó là em trồng cà chua. Cà chua. Nhà lưới này cũng đang thi công chưa xong, còn 2 ngày 3 ngày nữa mới xong. Này là mình trồng cái gì ta, gọi là Việt Gáp luôn không? Hữu cơ luôn không hay là? Dạ nhà em là vựa tự đi luôn đây. À, vựa tự đi. Tức là họ sẽ, những cái người mà lấy hàng đi siêu thị á, họ sẽ đến nhà em, họ lấy về họ đóng gói. À. Dạ. Như mình là đầu nguồn. Dạ. Người ta đóng gói nhãn hiệu người ta vô siêu thị. Dạ đúng rồi. Tại vì mình sản xuất hàng ra mà mình thêm khâu đóng gói rồi mình vô Việt Nam. Nhiều việc nữa. Quá. Dạ, quá nhiều việc đi. Mỗi người nên chuyên một khâu thôi. Đây các bạn, cà chua, các bạn nhà lưới trồng cà chua. Ủa tại sao cà chua phải vô nhà lưới ta? Thì cái cà chua nó có một cái thiên địch là con ruồi vàng nó chích trái, nó sẽ làm giảm sản lượng của anh. Thì cái nhà lưới này cản được con ruồi vàng. Dạ. Đúng rồi, chỉ đơn giản vậy, đơn giản vậy thôi. Dạ. Nhưng mà nó sẽ tăng năng suất rất là nhiều. Dạ. Đó. Nó không bị thối trái. Cái giàn này thì em thu gần hết rồi, chắc còn vài lứa nữa thôi. Vài lứa nữa này. Chính nó rụng xuống. Nhưng mà có một cái điều lưu ý cho anh Nam, mà nếu mà có nấu ăn ở nhà hay dùng cà chua cho những cái loài động vật á, thì anh đừng có ham những cái trái to mà căng mọng. Trái đó cực kỳ nhiều thuốc. Cái trái đó là những trái nằm ở chùm gốc, thì họ phải bơm thuốc liên tục để giữ cái trái. Còn những cái trái cà mà tầm trung ở phần ngọn này này, là cái cây nó đã nó đã về già rồi, nó không còn bị nhiễm bệnh nhiều nữa, thì họ sẽ sử dụng ít thuốc đi. Anh sẽ lưu ý điều này, anh Kiều em. Ở bên này là chưa có rào lại hả? Dạ, họ đang thi công á anh. Đang thi công á. Dạ. Cái này mình thu hoạch là thu hoạch tay hết. Có nhân công xuống rồi, dạ, lặt từng trái cái một. Sẽ đi từng luống, trái nào ngả màu, có màu chín thì mình sẽ thu hoạch đi. Trong năm nay thì em dự định là lên nhà lưới hết khu dưới này. Hình như là mình chuyên về mướp nè, cái gì ta, cà chua, với lại còn nãy trái gì nữa quên tiêu rồi. Trái ớt. Ớt, đậu cô ve, mướp đắng. Dạ. Phun luôn. Đó. Thì cái dàn mướp đắng nó đang mọc là dàn phía trên đó. Dạ. Cái cây này ở, đặc biệt là ở Đà Lạt, Lâm Đồng đồ này nọ là những cái khóm rất là bự các bạn ha. Ở nhà mình có con chậu có tí tí như thế này. Cây này kêu là cây dứa bà đúng không Nam? Dứa bà. Dạ. Họ dứa. Cây đó nó, cây của anh thì của người em nó tặng. Nó cũng là họ dứa mà nó kêu là Victoria. Cái lá nó gai hơn. Đó. Công nhận đây sảng khoái quá, không khí đây nó trong lành quá. Không khí đây tuyệt vời. Không khí tuyệt vời luôn ha. Em xuống Sài Gòn 10 năm cuối cùng em vẫn chọn về đây. Không đâu bằng nhà hết. Sài Gòn thì chỗ mình học tập đồ này nọ, nếu mà làm công việc rồi lấy kinh nghiệm xong rồi về đây là quá tuyệt vời luôn. Còn phía trên này họ trồng hoa này anh này. Hoa cúc ha. Dạ đúng, cúc vàng. Tối về thì thấy họ thắp đèn đẹp lắm. Cúc vàng cũng thắp đèn hả ta? Để cho nó tăng năng suất hay sao? Nó rút ngắn thời gian thu hoạch lại. Ngắn cái thời gian nó nở bung nụ đồ này nọ đúng không? Dạ. Nếu như anh trồng mà anh không kích đèn á thì cái chu kỳ ngày đêm nó cứ ngày cứ đêm, thì đêm nó lại ngủ. Đêm nó nghỉ, nói chung là thời gian đêm là nó nghỉ. Còn này là nó kiểu dạng thanh long luôn. Nên là cái con gì quá trời luôn. Cái này là muỗi á anh. Muỗi á hả? Dạ. Ôi muỗi nó bu mình đàn. Mũi cỏ hay gì? Khi anh ở cái khu vực mà trong gần rừng là buổi chiều nó chỉ cần nghe cái khí CO2 của anh thôi là nó tụ về. Ôi, hay bạn. Dạ. Nó nghe cái CO2 mình thở ra đúng không? Đúng rồi anh, nó đánh mùi cái khí CO2 đó. Hay. Cái này là cây gì ta? Ớt hả? Cà chua đó anh. Cà chua hả? Cà chua nhỏ đó. Cà chua nhỏ rồi mốt nó lớn lên, bắt đầu mình ghim cây cao lên cho nó leo lên. Đúng rồi. Mình bắt đầu ghim dàn lên. Hệ thống tưới tự động luôn ha. Dạ, tưới tự động. Con muỗi đó chị. Ở đây không khí trong lành ghê ha. Dạ. Coi chừng dơ nha. Cái này là cứt bò phải không ta? Đúng rồi. Phân bò. Thì vườn em tới đây thôi. Còn vườn hoa nếu mọi người muốn mua chụp hình thì em sẽ xin phép chủ vườn. Giờ này tối thui thì chụp gì nữa. Nhìn nó rất là thoáng cái tầm mắt ha các bạn ha. Nếu mà ở Sài Gòn, thậm chí là ở Bình Dương mình đi nữa thì bây giờ cái tầm nhìn nó bị cản địa hết rồi. Công trình đồ này nọ rất là cản địa, nhìn nó không có thoáng con mắt. Còn ở đây thứ nhất là cái không khí nó rất là mát mẻ và trong lành. Thứ hai là cái tầm mắt mình rất là thoáng luôn. Ở sướng. Anh cũng đâu mê Sài Gòn. Anh cũng sinh đẻ Sài Gòn. Dạ. Xong rồi Bình Dương là quê ngoại của anh. Rồi anh cũng học xong Sài Gòn này nọ xong nó chán quá thôi về luôn. Dạ. Về Bình Dương nay được 10-15 năm. Ở dưới thì nó cũng thích hơn là ở Sài Gòn. Trong lành hơn mà về đây còn thích hơn nữa. Như anh thấy cái mờ mờ ở đầu kia kìa là đang mưa rồi đó, không phải là sương mù đâu. Đang mưa đằng đó rồi hả? Đang mưa rồi đó, mình có thể nhìn thấy mưa từ xa. Dạ. Như Sài Gòn thì nhà cao tầng quá, khi nào mưa rớt vào đầu mình. Rớt vào đầu không biết. Anh cũng có chị vợ ở ngay đây nè, ngay ngay khúc đó gọi là gì em? Ngay ở ngay gần đây luôn á, gần đây luôn. Dạ. Sát bên đây này. Lên khoảng 10 cây số nữa là tới. Cái bầy mũi này nó đón tiếp mình nhiệt tình. Đã không Bi? Cho hôm nay Bi đi cho biết gọi là thiên nhiên. Bên này là ruộng lúa này anh này. Thường thì bên này là đồng bào họ vẫn còn giữ cái phong tục làm lúa. Dạ. Này là ruộng lúa của người đồng bào. Dạ đúng rồi. Cái cách canh tác thì có khác gì ở dưới không ta, hay cũng vậy ta? Dạ vẫn vậy, một năm hai mùa. Năm hai mùa. Cái này là toàn bộ là làm bằng gọi là chưa có cơ giới hóa hả? Dạ, vẫn làm bằng gặt tay, thủ công nhiều luôn. Vẫn còn thủ công nhiều. Không khí mát quá, mát. Dạ. Cái này là đang mạ hả? Đang mạ lên từ từ hả ta? Dạ đúng rồi đó. Nhỏ đó. Đó đằng kia mà bạn thấy mờ mờ mịt mịt đằng kia kìa là không phải sương mù đâu, mà là Phong nói là mưa, đang mưa ra ngoài đó đó. Cái này là những cái rãnh dẫn nước hả ta? Cái này người ta gọi là mương thủy lợi anh Nam. Mương thủy lợi. Để mà kích cầu người ta trồng nông nghiệp lên thì nhà nước xây cái này để dẫn nước đi khắp nơi để cho người dân dễ làm. Tưới tắm rồi nó mới thuận tiện đúng không? Dạ đúng rồi. Coi chừng xe nha Bi. Đây. Đi trước luôn hả? Đi, đi trước luôn. Đi nghe tiếng xe đúng rồi. Đi sát vô. Đúng rồi, xe đến rồi. Nãy nhà em thì ở bên kia nhưng mà em ở bên này nhiều hơn, tại vì đây mình ở sát bên chỗ làm rồi này nọ luôn ha. Dạ đúng rồi. Bình thường thì công nhân họ làm đến 3 giờ họ sẽ đi về, còn khoảng buổi chiều thì mình là người ở lại để kiểm tra này nọ kia. Dạ. Cuộc sống vậy nó thích nhẹ nhàng. Mới ban đầu về từ Sài Gòn về em cũng bị ngộp. Ngộp đúng không? Ngộp. Tức là vẫn chưa quen với cái cường độ công việc đó. Nhưng khoảng nửa năm sau thì em thấy nó thoải mái và nó ok. Ê, có nghĩa là mới về ở Sài Gòn và em nói em chưa thích nghi cường độ công việc là bắt đầu cực quá ha. Ở dưới kia thì nói chung là tất cả đều có dịch vụ. Còn về đây là phải tự tay mình làm, rồi đầu thích nghi với công việc mới, tất cả mọi cái mới, cho nên là hơi ngộp ha. Dạ đúng rồi. Không mà sau khi mà mình thích nghi rồi là mình thấy nó quá đã luôn. Anh hồi mới Sài Gòn về cũng vậy, ăn uống thì nó không có bằng, đủ thứ hơi buồn buồn rồi từ từ quen. Quá đã luôn. Khí hậu mùa này thì mùa này cho tới Noel anh Nam là Lâm Đồng là gọi là trời phú. Trời phú. Cho nên là anh em đi du lịch trong mùa này là tận hưởng. Mùa này là mùa đẹp. Dạ đúng rồi, mùa đẹp nhất á. Thôi anh em ngồi uống nước. Ok. Tuấn ơi ngồi uống nước, Tuấn ơi. Qua đây, ngồi uống nước. Tám chuyện ngày xưa với anh Nam đi. Em thì mê chim lắm anh Nam. Mê chim hả? Khoen không? Như bao cô gái khác. Rất là mê chim. Khoen chơi vành khuyên. Dạ. Anh em gọi con khoen là dân trong nghề gọi khoen đó. Anh ngày xưa là anh nuôi chim hót. Ngày xưa là lúc mà còn ở Sài Gòn là anh cũng nuôi khoen. Nuôi khoen tại lúc đó dễ chơi, nhớ là đi câu khoen 10.000 con đưa cho cần câu câu. Ngồi lừa, nhiều khi ngồi bị dính cả buổi luôn. Xong rồi sau này anh về Bình Dương á, thì đất nó rộng hơn. Anh bắt đầu anh nuôi chim hót, rồi lúc đó về anh nuôi lửa than mi, nuôi mấy con chim đấu. Nhưng mà anh lười đi thi lắm, chỉ thích đấu hót ở nhà thôi, tự chơi ở nhà. Xong ấy chơi chim hót một thời gian, xong ấy anh lúc đó nó bắt đầu nó xuất hiện những con độc biến. Than anh sưu tầm được một con than bạch tạng, một con mi bông, rồi chớp bạch tạng cũng mấy con, rồi chớp nó gọi là cái gì quên tên nè, cái đầu trắng mà cái mình thì bình thường á, cái mình nâu bình thường đó. Xong rồi có một con mà cái lông nó, cái lông đầu nó dựng ngược như cái bông cúc vậy, xu ghê nè đó. Thì anh sưu tầm mấy con đó, anh nuôi tính ép đẻ, anh mới xây. Xong rồi anh 30 mấy lồng chim như vậy á, ngày nào cũng tắm rửa cho ăn cực quá, sau này anh mới quyết định xây nguyên lồng chim, thả hết vô luôn. Thả hết vô luôn. Thì nhưng mà thả vậy thì nó không có, nói chung là cũng chưa có nắm được kỹ thuật lắm, thì nó cũng không có hiệu quả. Xong rồi anh chuyển qua anh chơi gà Tân Châu. Gà Tân Châu thời gian, xong mới đầu lúc đó bò sát đầu nó du nhập về Việt Nam ấy, anh thấy hay quá, đầu ghiền, vừa chơi vừa tìm hiểu, dính luôn tới giờ. Bây giờ dính bò sát luôn rồi. Nhưng mà vẫn mê chim. Hồi đó khoen này là cũng sưu tầm mới, lồng anh cũng mua nhiều lắm á. Chơi lồng quế. Đó, đó chơi lồng quế, chạm khách đồ này nọ đẹp lắm. Đã. Mấy này là bé này liếu chưa? Bé này chim thi á, chim thi luôn. Chim thi của em. Dạ. Sắp tới này em cũng tham gia một cái giải ngày 11 tháng 9 này, Đức Trọng tổ chức một cái giải lớn, giải xe máy. Chiến binh của em đang tập dượt nó. Giải xe máy là giải nhất là được chiếc xe máy luôn. Dạ đúng rồi. Chiến binh luôn. Hay. Nói chung là trong công việc thì mình có những cái giải trí. Đúng. Thì em như bò sát, mỗi ngày em dành cho tụi nó khoảng 1 tiếng, 2 tiếng, rồi chim một chút. Không, nó thì chắc em cũng giống anh, nó giúp cho anh rất là nhiều luôn. Ví dụ trong công việc mà nhiều khi mình bức bối quá, nó không có này nọ, nói chung có vấn đề gì đó, thì mình về mình coi như mình buông hết mấy cái chuyện đó, mình ngồi mình ngắm tụi nó ăn thôi, thấy nó này nọ, nó sung, nó kè, hoặc con chim nó hót rồi nghe nó cũng dễ dịu cái lòng mình lại. Sao? Mình thấy sảng khoái trở lại. Thấy nó sảng khoái trở lại, thấy nó có hưng phấn trở lại. Khi em bà ở vậy không? Ở vùng này có con khoen này không ta? Dạ có anh. Là đi bẫy được. Dạ bẫy được. Ở cuối vườn em nó vẫn bay đàn á. Hồi đó anh lúc anh còn nhỏ, anh ở Bình Dương á, anh thấy cái con xanh xanh giống con này, anh tưởng con khoen, anh đem lên anh bẫy, cuối cùng anh khoe con sâu xanh, chim sâu xanh, chứ anh khoe quả xanh xanh giống vậy. Khoen này buổi trưa ha, bắt cái võng nằm nghe nó liếu ngủ ngon. Bà ơi, cái nón này bà ơi, chuyện xòe đuôi bà, nó đã. Bà ơi, cái nón này hôm bữa mẹ mua trong bi á. Biết rồi, có cái AV khổng lồ như anh Nam thả chim nghe chắc điếc tai. Ở dưới anh á, anh thả vô một phần là nó đánh nhau, con than nó dữ quá, nó dứt con lửa, rồi nó dứt con đất, nó dứt luôn con mi, là nó đánh nhau tà le luôn. Cho nên là cái chuồng chim nó chỉ có mấy con cộng đồng thì sống được thôi. Chim cu là nhiều nhất, tại chim cu nó dễ quá, mà nó gáy em nghe nó, ai mà yếu vô nghe lát là dội luôn á. Nó dồn dập gu gu nó làm nhức đầu luôn. Rồi chớp màu anh nuôi, nhưng mà được cái anh cũng mát tay, anh nuôi con nào cũng đẻ, khoen đẻ, cu đẻ, than, mi, lửa, quỳnh quạch đẻ trong AV đó luôn, đẻ trong AV khú đẻ hết rồi. Quá hay. Thì anh thích cái kiểu bán tự nhiên á. Im lặng cho ba nói chuyện xem nào. Ngồi chung với ba thì im lặng để ba nói chuyện, con làm ồn quá. Trong AV nó anh thiết kế mấy cái cây lớn rồi mấy cái tỉnh đồ này nọ là cho nó sống kiểu tự nhiên luôn. Có dịp mà đi Sài Gòn lại chắc em sẽ ghé thăm anh. Ok, có dịp ghé anh chơi. Có dịp đi thì nhắn anh trước, anh gửi cái định vị. Ok. Là từ chỗ anh là chỗ nào của Bình Dương? Anh là Thượng An, thuộc Thượng An thì anh ở trong Lấy Thiêu. Ngày Lễ Thiêu luôn, nói chung là giáp danh với lại Sài Gòn luôn. Ngày xưa em kể anh nghe, ngày xưa em đi học đại học, cái xong em ở ký túc xá Đại học Quốc gia, xong rồi bị anh Tuấn này với anh Phú dắt đi chơi bò sát. Thế hồi cái em về nhà Phú ở luôn, Nguyễn Minh Phú. Nguyễn Minh Phú là bên Dĩ An á hả? Đúng rồi. Bơi cái gì? Đúng rồi. Cái em về nhà Phú ở luôn. Đó. Phú đó cũng coi clip của anh đó, gặp người quen quá trời với lại Quy bánh mì. Dạ đúng rồi, Quy bánh mì. Hồi đó mới gọi em qua. Huy bánh mì nó thương chó lắm, nó nói anh ơi em có con chó cưng lắm, bán hay không muốn bán, cho nên là tìm một cái chỗ nó nuôi tốt, anh nhận cu mang bé đi, nó đem lên anh nuôi cho, chó dễ thương lắm. Con kỳ đà hoa của anh Huy, anh Nam vẫn đang giữ mà. Đúng rồi, anh đang giữ con muối tiêu á của anh Huy luôn. Con đó đẹp, hoa tròn. Hoa tròn. Mà nó bữa nó bỏ ăn 3 tháng. Mới ăn lại đây, mới ăn lại được khoảng nửa tháng này. Còn trước nó bỏ ăn, bỏ nằm hoài luôn. Mà nó ngoan, nó đầm tính, chơi với trẻ con rồi ok. Lòng chạm gì này là cái gì quên, là điểu. Cái này là long phục này. Long phụng ha. Dạ. Ừ. Long phục tranh đấu. Long phụng tranh đấu. Ừ. Ở đó hả anh sưu tầm được một cái lồng khoen vuông. Yes. Full xương. Oh, wow. Trắng tinh luôn, 100% xương, mà xương chạm nha. Đi trụ cũng xương luôn. Nang xương, trụ xương, tất cả xương. Mấy cây cái cống bằng xương luôn, nói chung là cái móc xương luôn. Nguyên cây luôn. Nguyên cái khuôn xương luôn. Hay quá. Sưu tầm được cái đó của nghệ nhân người Huế. Dạ. Đẹp. Mà công nhận Huế có nhiều nghệ nhân làm lồng và chơi chim hay. Đúng rồi. Từ cái xứ đó ra họ có tiếng. Hồi xưa á, là lúc anh chơi á, là người ta thích cái nét chạm của Trung Quốc. Dạ. Rồi nét chạm của miền Nam mình là nét tròn tròn, thì tự nhiên lúc đó anh lại thích cái nét chạm chặt theo kiểu của người Huế, nó giác cạnh rồi. Đó anh sưu tầm mình cũng mớn. Không thì mấy cái lồng lửa thì anh chơi cái kiểu miền Nam đó, chạm Bát Tiên đồ, rồi Thập Bát La Hán đồ này nọ. Dạ. Đó chơi lồng cũng dữ lắm. Kiếm một em khoen chơi cho liếu là kiểu sướng. Dạ. Em 3-4 con luôn đấy chứ. Trong nhà đây mà chuyên khoen. Dạ, em chơi chính môn này. Chính là bành khuyên thôi. Ừ. Tại thấy nó nhỏ này dễ thương, cây lồng cũng nhỏ nữa. Ừ. Đôi khi mình đi đâu cũng tiện. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà con này khó chơi. Nó rất là sạch sẽ. Ừ. Dạ, nó rất là sạch sẽ. Khó gọi là tập dợt kỹ thuật, cái nó khó hơn mấy con kia. Nó bị cái là cái dòng chim này nó năng động lắm. Đúng rồi. Nếu như mà cái con nào mà bị lỗi lộn hoặc là nó tăng động quá, nó ăn cám, nó sung quá, nó kích chim quá mà nó tìm không được con chim đấu ngang cơ nó. Ừ. Là nó sẽ làm điên làm loạn trong lòng luôn. Dạ. Mà tụi nó lại bắt chước, nó lộn cầu là nó treo, thấy là nó bắt chước nó lộn theo. Đúng rồi. Nên con nào mà có nguy cơ lộn là mình phải tách riêng ra. Mình chăm sóc kỹ là. Ừ. Dạ. Mà nó bị cái đó hình như là nó không có sữa được đâu, cái nết nó vậy luôn rồi. Dạ. Có nghĩa là có thể là nó chưa gặp đối thủ nó thì nó còn giống như nó kìm được, nhưng mà nó gặp con nào dữ quá, nó đấu quá, nó sung là ở đầu nó hưng phấn quá là nó lộn ào luôn, như kiểu tàu hỏa nhập ma vậy. Tàu hỏa nhập ma sẵn luôn. Ở đây cám em tự bào chế không? Dạ không, cả mình không đủ thời gian, nói chung mình chơi đam mê thôi, mình vẫn lấy lại của mấy cái nghệ nhân quanh đây. Dạ. Trời ơi, xưa anh chơi anh mê mà nghiên cứu anh làm cám luôn. Đậu xanh, đồ trứng, đồ xào, đồ phơi, đồ kỹ tử gì ta leo mê tới đó mày mò làm. Chơi luôn. Sâu được vậy á mình mới hiểu cái con chim của mình. Ừ. Dạ. Mình mới hiểu được hết cái con chim của mình, cái lực nó chơi sao, cái giọng nó ra sao. Ừ. Và cái công thức lần đó mình làm mình thêm cái gì bớt cái gì. Ừ. Con chim mình chơi sao. Đúng rồi. Cái đó mới là chơi tới nơi. Đó chơi mê lắm, tự tìm hiểu, nghiên cứu, rồi làm cám, rồi đủ thứ trò trên đời. Anh chỉ có lười đi vợt thôi, tại không có, thứ nhất là không có thời gian, cái lười đem đi treo tới cho luôn, ngồi chờ thôi. Ồ, mưa lớn nó mầm luôn á. Mà như khí hậu ở đây qua cái năm vừa rồi em làm anh Nam, thì em thấy là những cái con mà em bắt về á, nó có xu hướng đẻ muộn lắm. Ừ. Dạ. Nó đẻ khoảng có khi tháng 1 nó mới bắt đầu phối, tháng 3, tháng 4 mới đẻ. Ừ. Vừa rồi cái bầy cuối cùng của em là tháng 7 này mới nở này. Dạ. Nó do thời tiết. Tụi này nó là biến nhiệt cho nên là nó cái nhịp của nó liên hệ mật thiết với lại thời tiết lắm. Lạnh quá là nó sẽ coi như nó chậm phát triển lại. À, nó bớt cái độ sung đi, cho nên là cái thời điểm mà sung sức để giao phối nó bị lùi lại. Con cái nó cũng lên trứng trễ hơn. À, ở nóng thì nó sớm hơn, ví dụ như Thái Lan á, nó nóng hơn mình, đâm ra là tụi nó gọi là nó có màu sớm. Indo cũng vậy, nóng hơn mình cho nên là nó vô mùa sớm hơn mình. À, thì những anh em mà ở Buôn Mê Thuộc nè, rồi ở Lâm Đồng mình nè, thì là nó cũng bị chậm hơn. À, vì nhiều khi vô mùa thấy mọi người nở hết rồi mà mình vẫn còn chưa phối nữa. Âm luôn. Mùa rồi là em làm mấy ổ? Rồi em được 5 ổ. Và mỗi ổ em mở khoảng 25 đến 27 con. Cái em đẻ có 40 trứng hết. Coi như cũng được 60%. Cũng ok. Cầm luôn. Mưa lớn quá các bạn, mưa lớn quá bây giờ nói sợ các bạn không nghe luôn á. Phải cầm lên. À, mùa rồi em làm con gì, làm dòng gì? Thì cái sân chơi ở Lâm Đồng mình này anh, là sân chơi mới và non lắm, còn non trẻ lắm. Cho nên là để cập nhật ra cho cái phong trào đi lên á, thì em bắt đầu làm những cái hàng phổ thông thôi. Năm nay em mới nâng lên hypo, nâng lên coro từ từ. Tại vì anh hiểu á, là ở trên này á, họ thấy con này họ thích thiệt. Nhưng mà đa số là dân lao động này, hoặc là các bạn học sinh này, họ thích. Đôi khi em có thể tặng các bạn các thứ, nhưng mà mình cũng phải cần một khoản chi phí để mình đúng rồi. Thì em làm những dòng phổ thông này để em tặng này, rồi để em bán, em gây quỹ để hoạt động cái câu lạc bộ đi lên. Đó, thì đa số là em đổ dòng phổ thông hết. Không thì đúng rồi, có nghĩa là tùy cái thị trường. Ở đây thì nó mới thì người ta tiếp cận với riêng rep thôi. Chứ còn ở dưới Sài Gòn thì nó đã phát triển lâu rồi, bắt đầu nó nâng cấp dòng mới. Thì mình cứ đi từng bước lên thôi. Ở vòng đây nhiều anh em chơi không ta? Cái Đức Trọng mình chơi rất nhiều, nhưng mà chơi nhỏ lẻ anh. Nên em về cái thời gian qua em về em kết nối. Như team Bảo Lộc cũng vậy. Ngày trước cái câu lạc bộ bò sát Lâm Đồng á, là từ bạn Tuấn này bạn khơi dậy lên. Nhưng mà những lúc đó thì chỉ có những cái team họ chơi thành cục, họ không có liên kết được với nhau. Lần này thì may mắn sao ở Bảo Lộc có anh Quang, Đức Trọng thì có em với Tuấn. Đó, thì Đà Lạt có một anh Trung nữa. Thì anh em mới đứng lên khơi dậy phong trào rồi kéo các bạn nhỏ theo. Quá hay luôn. Thì thật sự là cái chuyến đi ngày hôm nay á là anh muốn coi như là kết nối anh em để mà cho phong trào mình nó mạnh lên. Thì anh có một cái suy nghĩ là cái phong trào ở đây của mình nó chưa có mạnh á, lý do là vấn đề thời tiết nó hơi lạnh, và nó thì cái con này nó cần nhiệt mà, thì nó hơi lạnh, có thể là anh em ở đây sẽ bị khó nuôi hơn ở dưới Sài Gòn, với lại sẽ tốn thêm chi phí vấn đề đèn đốm điện đồ này nọ thứ. Thì anh muốn đi một vòng rồi trò chuyện kết nối anh em, rồi nhờ anh em chia sẻ về cái cách chăm sóc, những cái kinh nghiệm cũng như là những cái điều cần lưu ý khi mà nuôi ở những nơi mà có cái khí hậu nó không được thuận lợi như ở gọi là ở dưới Sài Gòn rồi này nọ, nó nóng nhiều. Đó, thì khi mà anh em chia sẻ được những cái kinh nghiệm đó thì sẽ làm cho những cái anh em newbie tự tin hơn nuôi, cũng như là có những cái bước chuẩn bị nó tốt hơn. Thì khi mà mọi người nắm được cái kỹ thuật nuôi cũng như là có được cái hướng xử lý tốt á, thì cái phong trào nó sẽ phát triển mạnh dạng để mà sắm một bé về nuôi. Đó, thì cái ý định của chuyến đi của anh là vậy. Rồi gặp gỡ anh em mình, nhiều khi trò chuyện trên mạng nhiều nhưng mà chưa có gặp ngoài đời. Thì cố gắng làm sao mà cho phong trào này mạnh lên. Vậy may quá, cái đó cũng vừa khớp với cái khung chương trình ngày mai của em offline. Tức là khác với những cái offline ở Sài Gòn là anh em nắm rất rõ về kiến thức về con Igu, về con BD, về con rùa. Thì ở buổi offline lần này á, thì tụi em phải giới thiệu về từng dòng và cách nuôi về từng dòng. Cái nữa là để cho mọi người tương tác với những con vật. Họ thấy thích dòng nào họ bắt đầu tìm hiểu. Họ nuôi. Thì ngày mai á, tụi em sẽ giới thiệu về từng loài một, rồi đến ví dụ như phần Igu có thể là em sẽ nhờ anh Nam chia sẻ giúp em một chút về cách chăm sóc. Được. Quá là ok luôn. Anh cũng rất là thích chia sẻ cho mọi người. Nói chung mình chơi á, thì mình chia sẻ ra để mình gọi là mình kết nối được nhiều người, và nhiều người sẽ gọi là mạnh dạn chơi nó, tìm hiểu nó. Chứ còn mình chơi mà mình giấu giếm thì nó không phải là gu của anh. Gu của anh chơi là chia sẻ, mở rộng ra. Tại vì cái con Igu này á, đối với anh nó tính tới thời phút này, đối với anh nó khá là quan trọng trong cuộc sống của anh. Nó không phải nó quan trọng ở cái chỗ là nó mang cho anh tiền tài hay là cái gì cả, nhưng mà qua coi Igu này á, thì nó làm cho mình cảm thấy yêu đời hơn, vui vẻ. Nó làm cho mình kích thích mình học hỏi hơn. Rồi nói chung mình thấy cái thời gian nó trôi qua nó có ý nghĩa hơn. Ví dụ như mình anh em mình làm sinh sản đúng không, một năm mình ra baby rồi mình nuôi nó lớn lên, rồi tới lúc nó sung, nó đẹp, nó thể hiện, nó bung ra, rồi nó kết hợp con cái này nó đẻ ra bầy con. Nói chung một năm nó trôi qua, nó từng giai đoạn một nó vui, hấp dẫn. Rồi chưa kể là kết nối được rất là nhiều anh em nữa nè, nó đi tham quan đồ này nọ kia, rất là ok luôn. Hồi hôm mà anh Nam voi chat với em, anh Nam kêu là anh sẽ đi một chuyến từ Bảo Lộc lên đến Đà Lạt và ghé thăm nhà các anh em. Anh biết anh em Bảo Lộc liên tục gọi điện cho em hỏi là lịch trình anh Nam sao, lịch trình anh Nam sao, anh Nam có trả lời anh chưa, anh Nam có rep anh chưa. Kêu mọi người thông cảm chờ một chút nào, anh Nam xong việc anh Nam sẽ rep thôi đó. Thì đôi khi là anh đi quay clip á, anh trả lời hơi chậm, nhưng mà coi như sáng giờ đi chơi rất là vui luôn, anh em quá nhiệt tình luôn. Ở sáng đường nó hơi đông, anh tới hơi trễ, tầm 10 giờ 15 anh mới tới, anh em vẫn chờ đợi rồi đó, đông vui. Nhưng mà ngày mai mình ốp ngoài trời trong nhà. Ngày mai ốp ngoài trời. Trời. Hy vọng là sáng mai im. Ở đây thì thời tiết buổi sáng nó sẽ ít mưa, mà nó mưa về chiều. Mưa về chiều. Buổi sáng sẽ nắng đẹp. Ok, quá tốt. Tuyệt vời luôn. Ngày mai dự kiến trong buổi ốp thì em dự kiến khoảng 30 đến 50 đến 70 khách. Tại vì các huyện khác về. Quá tốt luôn. Đức Trọng là cái điểm trung tâm hay. Lần trước là offline ở Bảo Lộc, thì Bảo Lộc là cái điểm cuối ở dưới rồi. Đôi khi góc Đà Lạt với lại góc Lâm Hà, Đức Trọng này khó xuống. Nhưng mà khi tổ chức ở Đức Trọng á, thì mình nghe được cùng về. Quá hay luôn. Sẵn ở đây có thể chia sẻ cho các bạn thấy là anh em của Lâm Đồng á, rất là đam mê luôn. Mặc dù là cái thời tiết ở đây nó không có, nó không thuận lợi là cũng không đúng nữa, có nghĩa là nó khác với cái thời tiết ở Sài Gòn, cho nên là cái cách chăm sóc đồ này nọ, cái khâu chuẩn bị về trang thiết bị thì nó cần điều chỉnh một chút xíu. Thì để coi là anh em sẽ chia sẻ kinh nghiệm với nhau, thì mình có thể hỗ trợ được gì mình sẽ hỗ trợ. Nhưng mà cái mình nói ở đây là cái nhiệt huyết của anh em rất là mạnh luôn. Ở Sài Gòn á, nhiều khi đi ốp mà cái khoảng cách từ cái nhà tới cái chỗ ốp khoảng 5-10 cây thì các bạn nói là xa quá. Nhưng mà các bạn có biết là ngày mai để đến Đức Trọng này ốp á, thì anh em phải Bảo Lộc phải đi 80 cây, anh em Di Linh phải đi 30 cây, anh em Đà Lạt phải đi 22 cây mới tới được cái chỗ ốp. Nhưng mà dự kiến là khoảng từ 50 tới 70 thành viên tham gia. Phải nói là cái nhiệt huyết, cái lửa nó rất là mạnh luôn. Thì mình rất là vui luôn các bạn, rất là vui khi mà được đi cái chuyến đi này luôn á, tuyệt vời luôn. Thì anh em Bảo Lộc chia sẻ với em á là sáng ngày mai 4 giờ rưỡi các bạn lên xe để lên đây. Tại vì vô tình lần này em tổ chức á, nó khớp ngay lễ 2/9. Dạ, mọi người đổ lên Đà Lạt nhiều quá, mọi người sợ kẹt xe không có tham gia đúng giờ ốp. Đúng rồi, 4 giờ rưỡi mọi người lên. 4 giờ rưỡi là lên xe ốp. Phải nói là quá nhiệt tình luôn, quá là vui luôn. Nên là những lần ốp đầu như vậy mình thấy được cái không khí, nên mình cũng cố gắng tổ chức sao cho anh em. Em cố gắng tổ chức định kỳ những kỳ đồ này nọ để cho mọi người có cái sân chơi, rồi có cái chỗ để liên kết. Với lại thật sự anh thấy nó cũng hay. Giống như anh á, thì lúc đầu anh cũng không có nghĩ tới. Lúc mà anh làm YouTube anh chia sẻ với mọi người thì anh không có nghĩ tới cái ý này. Nhưng mà sau khi anh chia sẻ thì mọi người nói là thank you anh đồ này nọ thứ. Rồi nói chung là chơi mà có một cái người có thể chia sẻ, và ví dụ như có thắc mắc gì hỏi trả lời được liền á, thì cảm thấy rất là an tâm thoải mái để chơi. Thì cố gắng là cái nhóm của mình cũng vậy. Có một vài anh em mà có kinh nghiệm thì chịu khó trả lời tin nhắn hướng dẫn cho các bạn newbie, thì các bạn sẽ tự tin mà chơi. Thì từ những bạn newbie đó, với những cái điều cơ bản ban đầu, sẽ bắt đầu tích trữ thêm cái kinh nghiệm cho mình, rồi bắt đầu từ những bạn đó sẽ lan tỏa tiếp cho những bạn newbie sau nữa. Thì nó rất là hay luôn đó, nó lan tỏa từ từ. Tiếp lửa đam mê đúng không? Tiếp lửa đam mê á. Đó thì anh làm thì anh chỉ muốn là nói vòng tay lớn và tiếp lửa đam mê thôi, chứ cũng không có cái ý gì khác hơn nữa. Không, thật sự là cái hôm mà anh ốp ở Thượng Dừa 1 á, em cũng vô tình thôi, em comment vô bài của anh. Nhưng mà em cũng không nghĩ là anh quyết định lên trong đợt offline lần này. Đây luôn. Nên là đùng một cái em nói là mọi người ơi, có thể anh Nam sẽ tham gia với tụi mình. có không anh khi nào anh Nam confirm. Thế là em nói rồi, ok anh Nam nói là sẽ lên rồi. Thật ra là anh em Lâm Đồng mà tổ chức ốp á, thì lần này chắc lần thứ hai hả? Dạ đúng. Lần này lần thứ hai thì nói chung ngay cái thời điểm đó anh nghĩ là cũng hiếm có cái dịp nào đó để mà mình có thể gặp gỡ những anh em mà chung đam mê ở Lâm Đồng. Cho nên là khi mà em hỏi là về ốp gái ước gì có Nam là anh nói chơi luôn. Rồi nịnh vợ nữa, hỏi đi chơi không, lên xe đi luôn. Quá là vui luôn. Dạ, thì anh đi từ sáng này 3 giờ rưỡi anh dậy, dạ, uống cà phê, tắm rửa, tỉnh táo, 4 giờ anh xuất phát về Sài Gòn, rồi đi cao tốc, dạ. Đó, rồi 5 giờ coi như là từ cao tốc bắn tà lên, đó, lên tới đây đi qua nhà từng anh em rất là vui. Hôm nay là coi như là khoảng nãy 4 giờ mấy mới tới đây, đầu mưa tầm tã luôn, cũng hơi là vừa đi tham quan được một vòng, đó. Quá lý tưởng. Em còn một cái vườn sầu riêng nữa. Dạ đúng rồi. Không mà nếu mà mai bận quá thì thôi làm sao anh lên tiếp. Tại vì vườn sầu riêng của em năm nay mới năm thứ 3, hiện tại thì nó mới bắt đầu bói trái ít thôi. Dạ. 5 năm khai thác được hết ta? Năm thứ ba là bắt đầu bói rồi anh, nhưng mà năm thứ 4 là sẽ thu hoạch được nhiều hơn, nó đều cây hơn. Đều cây hơn. Trong đó thì khi mà sầu riêng lớn thì em sẽ khoanh vùng là trồng trọt chăn nuôi chính ở trong đó. Tại vì cây ăn quả lâu năm rồi thì dưới cái gốc cây ăn quả nó có bóng mát, mình sẽ chăn nuôi thứ gì. À, quá hay. Sầu riêng ở đây mình thì nó có ưu điểm gì ta? Nó có ưu điểm gì? Cái vườn hiện tại em trồng là Musang King giống mới. Thì ở cái giống này á, cái hàm lượng chất béo nó cao hơn nhiều so với cái sầu riêng Thái hoặc là ri 6. Dạ. Thì hiện tại ở Việt Nam mình mới có khoảng hơn 10 vườn là ra được Musang King. Dạ. Còn đa số là Musang King nhập hết. Có nghĩa là nó béo, cái ăn cái cơm nó béo hơn. Cái dinh dưỡng ở trong cái cơm của nó cao hơn những cái sầu riêng kia. Cái mùi của nó cũng hấp dẫn nữa. Cố gắng làm sao đẩy nó lên thành một cái level nó cao hơn hiện tại ha. Tụi Thái Lan với lại Mã Lai rồi nó đẩy sầu riêng lên một cái tầm như là thương hiệu của nó. Thương hiệu, và nó giống như là cực phẩm nha, kiểu dạng cực phẩm luôn á. Thôi anh cũng tới ăn thử mấy cái sầu riêng Mã Lai nó vô khay sẵn nè. Cả triệu bạc một dĩ à. Mà nó thật sự mà nói thì nếu mà ăn đúng cái trái sầu riêng Việt Nam mà ngon á, nói trong Việt Nam thì anh thấy nó những trái nào ngon thì rất ngon. Có điều chất lượng nó không có đồng đều, nó không có được đồng đều cái chất lượng của một trái. Nhưng mà nếu mà trái nào ngon là nó thơm, nó béo hơn cái loại của nước ngoài khá nhiều. Nó chín đều hơn. Quá là dễ thương luôn. Em mà có hay đi Sài Gòn không hay là giờ ở đây luôn? Em thì bây giờ là chủ chốt ở đây rồi anh Nam. Tại vì công việc luân chuyên hàng ngày là mình phải chuẩn bị công cụ cho công làm này, mình phải xử lý những cái vấn đề nhỏ. Dạ. Thì khoảng 2-3 tháng thì em vẫn có đi Sài Gòn thăm bạn bè hoặc là giao lưu gì đó. Dạ. Nhưng mà dạo này ít rồi, tại lượng công việc quá nhiều. Dạ. Anh lúc này công việc cũng quá nhiều. Anh này lúc trước anh rảnh hơn, mà sau này anh nói thôi làm YouTube mà lâu lâu mới làm lần thì cũng chán quá, thôi mình chịu khó đi tới đi lui, giao lưu, kết nối mọi người, quay clip cho những anh em ở xa hoặc là những bạn nào không có thuận lợi đi, người ta cũng gọi là kết nối rồi nắm bắt được thông tin rồi đó. Cho nên lúc này anh cũng lưu đi hơi nhiều. Mà chuyến này tiện dịp này nữa thì anh Nam vừa đi chơi vừa tham gia với tụi em thì cũng rất là ý nghĩa luôn đó. Anh cũng thấy rất là hay, rất là hưng phấn luôn. Không hối hận một phút nào luôn. Coi như là lên xe là đi cười suốt đó giờ nãy giờ luôn. Quá hay luôn. Này là mình mới thu hoạch luôn em. Dạ đúng rồi, mới thu hoạch sáng nay. Thì những cái trái đó là không có đạt tiêu chuẩn nên rạc ra. Nên là rạc ra rồi. Ok các bạn, nãy giờ mình và Phong cũng ngồi tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau. Thì các bạn thấy cái con igu hoặc là con chim hay con gì đó, nó giống như là nó là một cái, nó len lỏi vào đời sống của những người mà yêu động vật, giống như là cái cộng đồng của tụi mình ha. Nó là một cái phần của cuộc sống. Thì giống như Phong nãy cũng có chia sẻ, sau khi mà mệt mỏi công việc đồ thì ngồi nghe bạn chim hót hoặc nhìn ngắm các bạn iguana ăn á, thấy cái lòng mình nó cũng dịu lại, nó cũng giảm bớt cái mệt mỏi. Thì cái giá trị tinh thần của các em đó mang lại thì mình nói là vô giá, thật sự là vô giá ha. Thì mình chỉ mong là mọi người hãy bắt đầu tập trung vô cái hướng này để cho cái cuộc chơi mình nó ngày càng sâu và nó nhân văn hơn, nó có ý nghĩa hơn là chúng ta cứ đào sâu vô cái việc mà mua bán trao đổi đồ này nọ các thứ, coi nó giống như là một cái món hàng, một cái kem đánh răng, một cục xà bông á, thì nó không có hay, nó bị mất cái ý nghĩa của cuộc chơi đi đó. Thì đó, các bạn thấy nhiều bạn nói là nhà em nuôi có mấy con à, mà rủ anh Nam lại chơi ngại quá. Nói không có vấn đề không phải là mấy con hay là nhiều con, anh không phải đi quay cái chỗ nó hoành tráng, mà anh muốn nghe cái câu chuyện, cái đam mê, cái lý do tại sao mà cái con Igu nó thu hút mình. Ở trong quá trình mình chăm sóc thì nó mang lại cho mình cái niềm vui gì, cái giá trị gì, thì cái đó mới là những điều mà ý nghĩa mà anh muốn truyền tải, chứ không phải là anh tới anh khoe con này trăm triệu, con này mấy trăm triệu đại loại vậy. Nó không phải, nó không có phê bằng nghe những cái câu chuyện mà nó đi vào lòng người như vậy. Ok thôi, thank you em rất là nhiều, hôm nay đã đón tiếp gia đình của anh tới để tham quan trang trại cũng như là nghe những cái câu chuyện ý nghĩa ha. Hy vọng là mọi người có thể lắng động một chút với lại cái tâm sự của hai anh em mình. Hẹn mọi người vào offline ngày mai ha. Bye bye.